Đối sống xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chương trình đặc biệt nói về thống kê dân số năm 2020, đặc biệt trong cái mùa đại dịch COVID-19. Và hôm nay chúng tôi hân hạnh có cô Victoria Tô Uyên là một nhân viên của Cục Thống kê Hoa Kỳ lên để nói về đề tài này. Xin chào Tô Uyên. Dạ vâng, Tô Uyên xin thân ái chào anh Đỗ Dũng và cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài SCT. Trước hết thì Tô Uyên có thể nói sơ qua Tô Uyên làm cái vai trò gì, đóng vai trò gì trong thống kê năm 2020 này, làm cái việc gì và vị trí là như thế nào để cho khán giả biết. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Dũng. Thưa anh và thưa quý vị, thì hiện nay Tô Uyên đang làm việc với bên Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ trong vai trò đó là nhân viên chuyên trách về truyền thông. Cũng từng làm việc nhiều năm trong ngành truyền thông, trách nhiệm của Tô Uyên hiện nay đó là liên lạc với tất cả các cơ quan truyền thông châu Á và đặc biệt là Việt ngữ tại địa phương cũng như là trên cả nước để mà tăng cường nhận thức và vận động mọi người tham gia vào cuộc thống kê dân số năm 2020. Tô Uyên cũng rất là vui trong ngày hôm nay để mà được nói chuyện với anh Đỗ Dũng về cập nhật về cái thông tin cuộc thống kê dân số năm 2020 đến quý vị khán thính giả của đài SCT. Chúng ta biết là thống kê dân số thì 10 năm có một lần, cái là theo quy định của hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng mà không phải ai cũng biết thống kê là cái gì. Người ta nghe thống kê là nghĩ đến con số, người ta nghĩ những cái chuyện gì trong trường học, trong này kia ngoài đời. Tại sao lại phải thống kê dân số, thì Tô Uyên có thể giải thích sơ qua cho khán giả SCT biết thống kê dân số là gì và tại sao phải có cái này. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dũng. Thưa anh và thưa quý vị, thống kê dân số là quý vị nên kê ra tất cả những người thường sống và ngủ ở nhà của quý vị kể từ ngày 1 tháng 4, ngay cả khi mà họ đang tạm thời ở một nơi khác. Hãy liệt kê tất cả mọi người trong gia đình của quý vị, bao gồm người thân, người không phải họ hàng, bạn bè, người share phòng và những người khác mà nếu họ sống và ngủ trong nhà của quý vị hầu hết thời gian. Quý vị cũng nhớ là nên bao gồm luôn các trẻ em dưới 5 tuổi và các em bé sinh vào hoặc là trước ngày 1 tháng 4, ngay cả khi chúng vẫn còn trong bệnh viện, thưa anh. Vâng, chúng ta biết là một cuộc thống kê thì 10 năm có một lần. Nhưng mà tại sao lại bắt đầu ngày 1 tháng 4 về Tô Uyên? Cái ngày này là ngày nào mà tại sao ta chọn ngày 1 tháng 4? Dạ vâng, đây nó cũng có một cái lịch sử vào 1790 đó anh Đỗ Dũng. Tại vì hồi đó, 1790 thì hồi đó nó không phải là ngày 1 tháng 4. Nhưng mà sau bao nhiêu năm đó thì khi mà nhóm thống kê họ đi qua những cái tiểu bang lạnh như là Alaska, cái thời tiết nó rất là lạnh nên họ bắt đầu tháng 1. Thay vì một đầu tháng giêng hay để qua ra đầu tháng 4. Không, đầu tháng 1 cho như là bên Alaska. Tại vì ở bên đó là những người dân sống bên đó nó quá lạnh. Nên họ cần phải bắt đầu sớm ở bên đó. Tại vì những cái mùa lạnh đó là người dân Alaska họ không có đi ra ngoài, họ ở trong nhà. Thì lúc đó mới đếm được. Nhưng mà họ phải tìm một cái gọi là một cái địa mà cái họ ngày. Có thể cái ngày mà họ có thể dùng làm cho thống kê cho đất nước Hoa Kỳ mà cái ngày đó nó phù hợp với những người dân Hoa Kỳ, nên họ chọn ngày 1 tháng 4. Nhưng mà đối với những như tiểu bang Alaska, bởi vì thời tiết rất là gọi là lạnh vào đầu năm. Nhưng mà ngày 1 tháng 4 là cái thời tiết tốt. Họ đi săn bắn, họ không có ở nhà nên không có thống kê được. Nên nó so that's why. Có nghĩa là thống kê cái là ta đi đếm người này người kia. Dạ vâng, những ngày đó thì nếu mà lạnh quá thì cũng chẳng đi đếm được. Ngày xưa là ta đi đến từng nhà ta đếm. Bây giờ thì nó có phương tiện đầy đủ, có điện thoại, có internet này kia thì nó ok, đúng không? Nhưng mà ngày trước người ta không có điện thoại, không có internet thì ta phải đi đến từng nhà ta đếm. Cho thấy những cái quảng cáo của thống kê Hoa Kỳ đó, người ta hay vẽ mấy cái hình mà một nhân viên census có cái chữ census đeo cái bịch đi, cái là đến từng nhà gõ cửa vân vân, cái hình ảnh nó rất là gọi là truyền thống mà từ xưa giờ. Ngày nay thì có lẽ cũng còn cái chuyện đó phải không, là bởi có nhiều người ta không muốn làm qua điện thoại hay là internet thì phải có người đến. Nhưng mà trở lại vấn đề câu hỏi quan trọng nhất chương trình hôm nay mà muốn Tô Uyên giải thích đó. Tại sao thống kê là quan trọng như vậy? Tôi nghe nói là chính phủ liên bang bỏ cả hàng trăm triệu đô la để làm cái chuyện này. Mà ngay cả tiểu bang California họ bỏ đâu 60 triệu đô la, rồi các tiểu bang khác bỏ cả chục triệu để họ làm sao họ đếm được.
tại sao quan trọng đến chuyện mà người ta phải bỏ tiền ra để người ta đến. Dạ vâng thưa anh, thưa quý vị, sự đáp ứng cho cái cuộc thống kê dân số năm 2020 rất là quan trọng đối với tất cả các cộng đồng, và trong đó các cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Những dữ liệu từ cuộc thống kê dân số giúp định hình các quyết định về cách hàng trăm tỷ đô la hàng năm trong quỹ liên bang được phân phối cho các tiểu bang xuống cho đến các quận, các hạt, cộng đồng mỗi năm, và bao gồm tài trợ cho các bệnh viện địa phương và các dịch vụ khẩn cấp. Cộng đồng của chúng ta chắc chắn rất là cần đến các tài nguyên này, thưa anh Đỗ Dũng. Và có được đếm chính xác đó, thì kết quả thống kê dân số cũng xác định cái con số các dân biểu liên bang tại Hạ viện Hoa Kỳ và ranh giới các khu vực bầu cử. Những cái dịp thế này thì chứng minh cái sự quan trọng của một cái cuộc thống kê chính xác. Và một điều nữa là khi mà hưởng ứng với thống kê dân số Hoa Kỳ rất quan trọng, là bởi vì số liệu thống kê dân số của cuộc thống kê dân số xác định là có bao nhiêu ghế mỗi tiểu bang được đưa vào Hạ viện. Anh Dũng, tôi cũng tin chắc là anh cũng thường xuyên cập nhật những cái thông tin đến cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Rồi có những cái chương trình khác mà nếu mà người Việt Nam chúng ta không có điền vào thống kê dân số thì chúng ta sẽ mất những cái quyền lợi đó đó anh Dũng, và đặc biệt là những cái chương trình như là y tế, học vấn, vân vân. Tôi thấy đó là một cái điều khá quan trọng để mà mọi người Việt Nam chúng ta nên điền vào thống kê dân số 2020, thưa anh. Có nghĩa là chính phủ họ sẽ dựa vào những con số này sau năm 2020, và không những họ quyết định cho những người đại diện chúng ta Hạ viện Hoa Kỳ, mà các cái chương trình liên bang khi họ chi tiền, họ chi họ tính theo đầu người, đúng không? Dạ vâng anh. Ví dụ chúng ta đóng thuế, tôi cũng đóng thuế cùng với nhau, mỗi người đóng 10 đô la một năm, ví dụ đấy. Sau khi chính quyền xài đồ 8 đô la và còn 2 đô la họ chia về cho tôi với Tô Uyên, thì họ phải biết cái dân số của Tô Uyên bao nhiêu, dân số của tôi bao nhiêu, để họ chia về. Họ chia những tiền này về thì họ dựa trước cái này để họ chia những gì, chẳng hạn như là những chương trình y tế, yes, giáo dục, trường, yes, học. Chúng ta biết là trường học ở đây thì thường thường là do cái tiền thuế địa phương đưa ra là ta chi vào, nhưng mà liên bang họ hỗ trợ nữa. Rồi các cái chương trình chẳng hạn như là xây dựng hạ tầng cơ sở, đường xá, freeway, các thứ. Chúng ta cứ nghe thỉnh thoảng dân biểu liên bang này, liên bang nọ, địa hạt nọ mang về bao nhiêu tiền cho địa hạt của mình. Mà chúng ta nếu mà chúng ta không khai báo đầy đủ á, thì ví dụ các ông dân biểu hay bà dân biểu địa phương bảo là ở đây chúng tôi có tới 1 triệu người, cái ông trên liên bang bảo đâu có đâu, thống kê thấy anh có 800 nghìn, thì thôi cho anh 800 nghìn đồng thôi. Thì coi như anh xây được ví dụ 800 mét đường không có đủ cho 1.000 người đi, đại khái như vậy. Thành ra thưa quý vị, nói cách khác là Đỗ Dũng nói có đúng không? Yeah. Tức là thống kê này nếu chúng ta làm đầy đủ có nghĩa là chúng ta mang tiền về cho chính chúng ta, có đúng không? Dạ đúng thưa anh. Thật ra là như anh vừa mới trình bày, khi mà chúng ta điền mẫu thống kê dân số năm 2020 thì thống kê người ta mới có cái con số chính xác. Dạ. Và người ta đệ trình lên cái report vào năm tới ngày cuối tháng 4 năm 2021. Thì qua cái bản báo cáo đó thì sẽ bên DC họ sẽ biết ok, tiểu bang Cali có bao nhiêu dân số, và họ nhìn xuống từng thành phố, từng quận, từng rồi cộng đồng nữa, thì cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Cali thì có bao nhiêu trăm ngàn người sống, rồi ở quận Cam thì có bao nhiêu, thì nó break down rất là chi tiết đó anh Dũng. Và đối với chúng tôi luôn luôn gọi là nhắc nhở mọi người là nên điền, là bởi vì đây là một mỗi 10 năm chỉ có một lần thôi. Những cái chương trình anh vừa mới trình bày từ y tế cho tới giáo dục, rồi cho tới đường xá, bảo hiểm, trợ cấp y tế cho người dân không họ có thu nhập thấp, rồi bảo hiểm Medicare phần B cho những người 65 tuổi trở lên, có thể 10 năm nữa anh Dũng sẽ cần, và những chương trình dành cho các gia đình như là dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và trong đó có chương trình bảo hiểm sức khỏe trẻ em gọi tắt là CHIP, rồi cơ quan quản trị tiểu thương sử dụng, thưa quý vị, để mà kết quả thống kê dân số khi đưa ra quyết định tài trợ các doanh nghiệp nhỏ, và doanh nghiệp nhỏ họ sử dụng dữ liệu thống kê dân số khi mà họ lập kế hoạch khu vực hoạt động và phát triển, nên nó có nhiều cái mặt khác nhau rất là quan trọng về thống kê dân số, thưa anh Dũng. Nói chung cái thống kê dân số này nó là quyền lợi của chúng ta, cũng giống như khi chúng ta đi bầu,
chúng ta đi bầu, chúng ta chọn một vị dân cử, nếu mà đúng thì vị dân cử đó sẽ đại diện quyền lợi chúng ta tốt nhất. Mà nếu chúng ta thống kê dân số thì chúng ta không tham gia thì chúng ta sẽ mất quyền lợi, bởi vì khi chúng ta tham gia thì quyền lợi nó sẽ có, mà có tới 10 năm nữa chứ không phải là 1 năm. Nó kéo dài trong 10 năm tới, từ 2020 tới 2030. Nhưng mà làm sao để thực hiện cái này, điền những cái này như thế nào? Nó có những cái mà bà con thắc mắc và cũng sẽ hỏi Tô Uyên. Nhưng chúng tôi phải đi cái quảng cáo, xin quý vị đừng rời màn hình ICT. Chúng tôi sẽ trở lại với Tô Uyên với đề tài thống kê dân số năm 2000 sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đến với màn hình của đài truyền hình ICT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình phỏng vấn đặc biệt với cô Victoria Tô Uyên, đại diện thống kê Hoa Kỳ năm 2020. Hôm nay nói về cái đề tài này, hồi nãy chúng đầu chương trình chúng tôi nói về cái lịch sử của thống kê dân số, ở thống kê dân số quan trọng như thế nào, vân 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 vân. Bây giờ tới cái phần kỹ thuật, bà con coi chương trình thì thắc mắc. Bây giờ trong cái chúng tôi có cách nào lựa chọn ông nào là cái gì, người ta bảo là có thể trả lời qua phone, trả lời qua giấy, rồi gọi đến nhà tùm lum ra. Cái nào mình có lựa chọn được cái gì không, và có cái ngày nào để mình hạn chót để mình làm không? Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị. Quý vị có thể trả lời trên mạng bằng máy tính, desktop, laptop, smartphones, iPad hay là tablets. Và quý vị cũng có thể trả lời qua điện thoại hoặc là qua thư bằng tiếng Việt. Và nếu cần thì sẽ có người trợ giúp, thưa quý vị. Và chúng tôi đã rời lại thời gian thống kê dân số ngày cuối cùng để mà điền vào bảng câu hỏi, đó là vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 thay vì là ngày 31 tháng 7. Và theo luật thì chúng tôi phải cung cấp dữ liệu thống kê dân số 2020 vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, nên việc trả lời thống kê dân số chưa bao giờ dễ dàng hơn như là bây giờ. Và cư dân không cần phải gặp nhân viên thống kê dân số. Cái điều quan trọng nhất là quý vị có thể làm tự làm trả lời trực tuyến ngay bây giờ qua mạng, hoặc là quý vị không thích email, quý vị cũng có thể trả lời qua điện thoại. Nếu mà quý vị rất là sành về mạng, về email thì online quý vị có thể vào trang của thống kê dân số, đó là 2020census.gov hoặc là my2020census.gov, rất là tiện lợi. Thưa anh, không biết là anh có điền chưa? Có gửi giấy về rồi, nhưng mà đang chuẩn bị để điền. Dạ. Họ gửi thư về cho mình. Anh nhưng không muốn lên online cho nó nhanh hả? Thì cái nào cũng được hết. Dạ. Nhưng mà mình muốn hỏi cái này nè. Tôi muốn hỏi cái này. Nếu bây giờ hôm trước mình nhận được là trước khi có Covid-19 xảy ra. Dạ. Và người ta nói cái ngày hạn chót là ngày 31 tháng 7. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ mình vẫn cái thư đó, mình có thể mình đi, mình hoãn tới ngày 31 tháng 10 được. Có đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng không? Đó. Dạ. Thì quý vị nào mà nhận được cái thư đó, không nhất thiết quý vị phải điền trước ngày 31 tháng 7. Nếu trước xin lỗi quý vị, nếu trước thì càng tốt, còn không đợi 31 tháng 10, đúng không? Thật ra thì chúng tôi khuyến khích mọi người khi mà nhận được thư thì nên điền, nên làm liền. Bởi vì quý vị không có muốn đợi tới mùa hè rồi thống kê sẽ gửi nhân viên census takers đến gõ cửa, thì chúng ta không muốn cái... Ví dụ cho ông nào bà nào có thêm con rơi con rớt ở đâu mới sanh nha, người ta muốn tính vào thì sao? Đó, quý vị theo tôi biết ngay. Lý do tôi chờ đợi là không phải vì tôi, mà biết đâu là vợ tôi có con rơi con rớt ở đâu thì sao? Thế không? Làm sao mình biết được hả quý vị? Vợ anh hay là anh? Tôi không biết, nhưng mà điều đó có thể là điều xảy ra, thấy không? Uh-huh. Mình không biết được đó. Thành ra, tại vì bây giờ mình không thể biết được chuyện gì xảy ra, thành ra. Yeah. Nhưng mà nó giỡn trời chứ là có phải làm ngay. Dạ, hoặc vâng. Là quý vị nào mà lỡ là mất thì có thể vào online được. Yes. Đúng không? Quý vị rất vào trendycensus.gov là quý vị. Hoặc là mytrendycensus.gov. Trendy là quý vị nhớ giống như chương trình Trendy của đài ABC hồi xưa, dễ nhớ lắm. Yeah. Đó. Thì nói chung là đừng có bỏ lỡ cơ hội này. Nếu giả sử có mất cái thư, mình không có xin lại được, đúng không? Thật ra đó thì nếu mà quý vị lỡ làm mất thư mời, hoặc là quý vị lỡ dục vào thùng rác, thì quý vị sẽ nhận thêm 2 lần thư mời nữa. Wow, tức là gửi tới 3 lần. 4 lần. 4 lần, úi trời. Dạ. Thì theo như vậy là... Nếu mà quý vị đã gửi ra 2 lần rồi, và lần thư mời lần thứ 3 và lần thứ 4 sẽ trong vài tuần sắp nữa, quý vị sẽ nhận thêm lần thứ 3 và lần thứ 4. Và quý vị sẽ nhớ là điền vào khi quý vị nhận Nếu đã điền rồi gửi đi thì đâu có nhận lần 2, lần 3, lần 4 nữa hả? Dạ, đúng không? Nếu mà họ thấy chưa trả lời họ sẽ coi như là họ nhắc nhở mình tiếp tục. Dạ vâng ạ. Như vậy quý vị thấy là cái thống kê dân số này quan trọng như thế nào. Dạ vâng ạ. Không thể quên được, không thể nào nói mốt đó. Ô tôi quên, không ai gửi tôi, gửi tới 4 lần sao quên được, đúng không? Ây da. Mà năm 2020 này tôi Uyên thấy rất là tiện, là bởi vì bây giờ ai cũng rất là gọi là
comfortable, thoải mái để mà dùng online đúng vào rồi, mạng. Đúng rồi, nhất là các chú, các bác, các anh chị thì chắc chắn là không xa lạ khi mà trả lời trên online, trên mạng. Thật ra thì cũng rất là dễ, anh Dũng. Vâng. Bây giờ có một câu hỏi kỹ thuật nữa là có nhiều người, người ta ở đây Mỹ lâu rồi, mười mấy, hai chục năm làm thống kê tôi quen. Có những người ta mới qua độ 5-10 năm mới đây thôi, người ta chưa giờ làm. Thì người ta thắc mắc có bao nhiêu câu hỏi trong cái bảng thống kê này và phải trả lời như thế nào? Dạ vâng. Thật ra thì cũng rất là dễ, thưa anh và thưa quý vị. 10 câu hỏi thôi. Và khi mà quý vị trả lời thì những câu hỏi cũng rất là đơn giản. Hỏi tên tuổi, rồi giới tính, sắc tộc. Quý vị có phải là chủ của căn nhà quý vị đang ở hay là quý vị mướn? Thì những câu hỏi cũng rất là đơn giản để mà trả lời, thì thời gian tính cũng không tới 10 phút khi trả lời 10 câu hỏi này, thưa anh. Trời, nhanh vậy hả? Dạ vâng, thưa anh. Bây giờ nếu mà cái này census thống kê dân số Hoa Kỳ ở đây, người ta nói tiếng Anh lê không à, English, chúng ta không nói thôi. Mà tôi bây giờ tôi mít, tôi không biết tiếng Anh thì sao? Giờ tôi chỉ biết tiếng Việt thôi. Dạ. Hay thì bây giờ có ai trợ giúp tôi cái chuyện này không? Hay là quý vị gửi về bằng tiếng Anh làm sao tôi trả nhời? Dạ, thưa anh, khi mà quý vị nhận được thì quý vị sẽ nhận được câu trả lời bằng tiếng Việt, tại vì trong cái data họ làm sao họ biết mình Việt Nam, họ gửi cho mình cái bản tiếng Việt, tại vì based on 2010 và họ cũng dựa theo cái địa chỉ mà với cái last name của mình, cái tên họ đó, tên họ và cái địa chỉ quý vị cư ngụ, và họ gửi thẳng đến đúng cái địa chỉ đó. Và dựa theo cái last name. Và quý vị nhớ là khi mà quý vị điền á, thì let's say anh Dũng đi, là household là chủ nhà, thì anh Dũng có vợ rồi có con, mà nếu mà anh Dũng có anh em ở với anh á, thì anh nhớ tính họ, tính luôn, nói chung những ai mà còn ở trong nhà mình. Mà có một điều nữa là nếu mà anh tính rồi á, thì những người thân của anh không cần phải điền, tại vì họ chỉ cần một người household chủ nhà đó điền vào, và nhớ là phải include tất cả những người sống trong căn nhà đó. Nếu mà anh điền mà anh quên include vợ của anh, mà anh chỉ include con anh với mấy anh em của anh á, anh không được điền lần thứ nhì. Thì vợ phải điền riêng chỉ cho vợ của anh thôi, cho chị thôi, chứ không có include anh. Dạ. Nói chung là phải tìm tính cách một lần, sao đếm một lần thôi. Một lần thôi. Dạ. Có người nhiều khi ta bảo giờ tôi qua Mỹ này mà tôi Việt Nam, nhưng mà bây giờ tôi muốn học tiếng Anh, tôi đòi bản tiếng Anh khó không? Tôi Việt Nam mà giờ gửi bản tiếng Anh được. Tôi thấy có nhiều người cũng chảnh lắm không? Tiếng Việt đọc khó hiểu quá, tôi muốn tiếng Anh. Tôi cứ mời quý vị cứ đi thẳng vào trang, đó là my2020census.gov. Khi mà quý vị bấm vào trang my2020census.gov là cái trang tiếng Anh nó xuất hiện đầu tiên. Còn nếu mà quý vị thích điền tiếng Việt thì quý vị sẽ bấm ở trên phía tay phải Vietnamese thì sẽ được hướng dẫn vào trả lời bằng tiếng Việt. Nhưng mà nếu mà quý vị thích trả lời tiếng Anh thì quý vị cứ bấm vào my2020census.gov thì sẽ có tiếng Anh ngay đó. Đủ thứ tiếng, tôi nghe nói là đủ mấy chục thứ tiếng ấy. 59. Một câu hỏi rất quan trọng nữa là vấn đề thông tin của cá nhân của mình. Trong đó như tôi Yên nói vừa rồi là hỏi mình có phải là chủ nhà hay không, nhiều người ta lo ngại về thông tin của tôi sẽ bị lọt ra ngoài, mấy ông business ông lấy ông quảng cáo ông gửi rác về nhà tôi, hay là cái gì tôi có nhiều khi phòng nhì, phòng 4, phòng 5, phòng con rơi rớt đâu giờ khai nó lộ hết rồi. Người ta ngại cái này, nhiều người ta nói với vợ là anh làm chủ có hai căn nhà mà té ra giờ 3-4 căn chẳng hạn, thì làm sao tránh được chuyện này? Đó là một trong những cái thắc mắc mà nhiều người cũng hỏi. Thì thưa anh và thưa quý vị, cái chủ đề bảo mật dữ liệu của dữ kiện vẫn là quan trọng hàng đầu, thưa quý vị. Đối với tất cả chúng ta và với tất cả cộng đồng, thì trong cái vai trò là một chuyên gia truyền thông thì Tô Uyên thường xuyên được hỏi cái câu hỏi này là làm sao chúng tôi biết rằng là thông tin của chúng tôi thực sự an toàn. Vâng, thưa quý vị, Cục Thống kê Dân số thu thập thông tin để làm ra dữ liệu thống kê, và thông tin cá nhân không thể được bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc là tòa án nào sử dụng chống lại người trả lời thống kê. Và một điều nữa là luật liên bang điều 13 quy định là các biện pháp bảo vệ sau đây cho các cá nhân và doanh nghiệp thông tin cá nhân không bao giờ được tiết lộ. Thông tin cá nhân không bao giờ được công bố. Việc tiết lộ hoặc là công bố bất kỳ thông tin cá nhân nào, hoặc là xác định một cá nhân hoặc là doanh nghiệp nào là trái luật. Và trên thực tế thì mỗi nhân viên như là Tô Uyên đây phải tuyên thệ bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trong suốt cuộc đời. Nên những câu trả lời mà quý vị cung cấp chỉ được sử dụng
để mà tạo ra các dữ liệu thống kê mà thôi. Nếu mà một nhân viên nào đó đó mà vi phạm cái luật này đó là ở tù có thể ngồi có thể vào tù trên lên đến 5 năm và trả tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ kim. Wow, tức là nó là một cái tội nặng. Dạ, đi làm cái nghề thống kê này là phải tuyên thệ bảo mật tất cả những thông tin này. Nên anh Dũng có bao nhiêu người yêu, người bổ nhí hay là này cứ việc khai. Nếu mà Tô Uyên biết, Tô Uyên cũng gặp bà xã ôm cho tới khi mà ngày về nhà với Chúa Giêsu. Gặp bà xã không được nói luôn, đúng không? Và cuối cùng, thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình thì Tô Uyên có muốn nhắn gửi gì đến đại diện thống kê năm 2020, có gì muốn gửi đến gì cho cộng đồng Việt Nam chúng ta trong chuyện này không? Dạ, thưa anh và thưa quý vị, thì Tô Uyên cũng mong rằng là khi mà quý vị nhận được những cái thư mời này, quý vị nhớ trả lời ngay lập tức, quý vị đừng có đợi. Thì một lần nữa, cái điều quan trọng đối với mọi người là họ được đếm trong điều tra thống kê dân số, bởi vì các cái câu trả lời của quý vị sẽ ảnh hưởng đến cái việc hàng tỷ đô la tài trợ liên bang từ sẽ được phân phối cho đến các tiểu bang, cộng đồng mỗi 10 năm và trong vòng 10 năm tới cho các dịch vụ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, đến quý vị ngay bây giờ và trong thời gian 10 năm sắp tới. Nên tôi mong là quý vị đừng có sợ, đừng có ngần ngại, đừng có chờ đợi. Quý vị cứ, nếu được thì bỏ 10 phút lên mạng hoặc là trả lời qua thư hoặc là qua điện thoại, rất là dễ dàng, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn anh. Vâng, và cảm ơn Tô Uyên đến chương trình hôm nay, và cảm ơn quý khán giả của đài truyền hình SCT theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.